Chào các chị em, trên đây đang là lọ sữa tắm trắng da của Melia. Nhờ có cái sản phẩm này mà đang cảm thấy cái việc tắm trắng da chưa bao giờ dễ dàng như thế, đơn giản chỉ là mình tắm hàng ngày thôi. Bởi vì sao mà đang yêu thích cái lọ sữa tắm này là bởi vì trong cái thành phần của nó toàn những cái thành phần mà đầu vào trong cái việc làm trắng da. Cái thành phần đầu tiên mà không thể thiếu trong cái việc làm trắng da đó là chất niacinamide. Là cái tinh chất vitamin C có trong rau xam, rau má, và ngoài ra còn có lô hội, còn có vitamin E, nên là nó vừa tắm trắng da nó lại còn cung cấp độ ẩm cần thiết cho da của chúng ta nữa. Ngoài ra thì cái hương thơm của cái nước hoa này chính là cái hương thơm nước hoa Jumalo, một cái mùi thơm rất là sang chảnh. Chị em nào cũng yêu thích cái mùi thơm đấy, thì trong cái loại sữa tắm này đã có cái mùi thơm như thế. Nó vừa làm trắng vừa lại còn vừa thơm nữa. Và cái điều đặc biệt mà mình chia sẻ đấy là giá thì vô cùng hợp lý, 400.000 cho một lọ sữa tắm trắng da như thế này, lại còn kèm thêm một cái mini xinh xinh ơi là xinh như thế này nữa. Khi mà mình đưa cái lọ mini này ra, ai cũng tưởng đấy là lọ nước hoa mọi người ạ, nhưng không, nó là lọ sữa tắm mini nhá. Đấy, đây là một cặp mua một sữa tắm to tặng một cái mini này, nên là giá rất chỉ là vừa phải, không phải là quá đắt, để cho mọi người đầu tư, để cho có cái làn da body vừa sạch sẽ vừa thơm tho và lại còn trắng nữa.